thì tin hiện tại các bạn thấy được là chúng ta vừa kết thúc một cái tháng 3 rất là tốt, cái tháng 3 đã tăng 30%, 30% có thể nói là một cái tháng 3 rất tốt trong lịch sử của Bitcoin chỉ có một tháng 3 trong vòng 11 năm qua là có sự tăng trưởng hơn tháng 3 mới đây đó chính là tháng 3 của năm 2013 và thực ra các bạn thấy được là Bitcoin đã tăng trưởng liên tục là 6 tháng từ tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1 ra tháng 3, Đây là cái hiện tượng tăng 6 tháng liên tục à, lần thứ nhì trong lịch sử của Bitcoin trong vòng 10 năm qua Các bạn thấy được cái lần cuối cùng Đó chính là từ năm 2012 Khi mà các bạn thấy là tăng trưởng từ tháng 11 Tháng 12 qua tháng 1 của Năm 2013, tháng 2 Và tháng 3, tháng 4, tháng 5 Tổng cộng là từ cuối năm 2012 Cho đến đầu năm 2013 Tổng cộng tăng trưởng liên tục là 7 tháng Thì năm nay Bitcoin có kết thúc Tháng 10 với cái sự tăng trưởng hay là không Thì các bạn thấy được trong lịch sử đó Thì Bitcoin có kết thúc tháng 4 này Với ngọn nến xanh hay là không thì các bạn thấy được là trong lịch sử cho chúng ta thấy là cái tháng tư là một tháng rất là tốt trong cái thời gian là 10 năm qua thì chỉ có hai năm duy nhất đó chính là năm 2014 và năm 2015 là tháng tư là một tháng mà chúng ta thấy là giá bitcoin đi xuống và đi xuống nhẹ mà thôi cho nên dự lịch sự thì cơ hội tháng tư này là một tháng rất là tốt cho giá cả của bitcoin nhưng mà đương nhiên lịch sử không phải lúc nào cũng sẽ lặp lại các bạn thấy được là lịch sử cho thấy được tháng 3 là một tháng mà rất xấu cho giá cả nhưng mà cuối cùng tháng 3 của năm nay là giá cả tăng trưởng chúng ta bây giờ nói tới một số tài liệu on chain của bitcoin đi sau đây chúng ta nói về một số những cái altcoin thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trong dòng mấy ngày qua đây thông tin không có nhiều nhưng mà thật ra những cái tài liệu on chain cũng không vừa là nổi bật các bạn thấy được chúng ta nhìn vào bitcoin đi thì bitcoin trong cái thời điểm này đó đây là cái tài liệu liên quan tới là bitcoin ở cái mức giá nào thì có nhiều bitcoin được đưa lên trên sàn đến từ nhiều cái giao dịch khác nhau thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái đợt mà cái đường màu đỏ này tăng lên đi như là các bạn thấy trên màn hình đó thì cái thời điểm mức giá là 57.700 À, cái đó là 58.100 và cái đó là 59.000 Đây là cái thời điểm mà các bạn thấy được là Bitcoin lên tới mức này Thì lại có nhiều người đẩy Bitcoin lên trên sàn Để làm gì đương nhiên đẩy lên sàn để mà bán Thì đây là cái thời điểm mà nhiều người đẩy đồng Bitcoin lên trên sàn Ở những mức giá là từ 57, 58 và 59.000 Và kế tiếp các bạn thấy được là chúng ta thấy là ở cái thời điểm mức giá nào của Bitcoin mà chúng ta được có nhiều đồng ổn định được đẩy lên trên sàn thì các bạn thấy được chúng ta zoom vào thì trong cái thời điểm là từ cuối tuần qua cho tới bây giờ đó các bạn thấy được là từ thứ bảy chủ nhật cho đến ngày hôm nay thì không có những cái hiện tượng là có nhiều đồng ổn định được đẩy lên trên sàn ở những cái mức giá như là các bạn thấy là từ 57 cho đến 59 ngàn nhưng mà cái lực mua bây giờ cũng khá tốt cho dù chúng ta không thấy được là nhiều đồng ổn định được đẩy lên trên sàn nhưng mà mức giá vẫn tiếp tục giữ được ở cái mức là 58.000-59.000 nhưng mà các bạn hiểu được là một trong lý do tại sao mà Bitcoin trong thời gian này không có qua được 60.000 tại vì mỗi lần Bitcoin lên tới 57, 58, 59.000 thì lại có nhiều người muốn đẩy Bitcoin lên trên sàn nếu chúng ta muốn thấy được Bitcoin qua khỏi 60.000 thì chúng ta phải thấy được là cái hiện tượng mà người ta đẩy Bitcoin lên sàn giảm đi và chúng ta phải thấy được là cái nguồn cầu tăng lên trên những sàn giao dịch. Đây là một trong những yếu tố chúng ta cần để mà đẩy Bitcoin qua khỏi 60.000 và lập quy định mới ở cái mức cao hơn là 61.800 chúng ta nhìn vào tình hình liên quan đến là bitcoin trên sàn đi thì bạn thấy được là vẫn tiếp tục cái hiện tượng là bitcoin bây giờ đã đưa màu đỏ này cho các bạn thấy là còn bao nhiêu bitcoin trên những sàn giao dịch thì chúng ta thấy được là cái sự mà khang hiếm bitcoin vẫn tiếp tục và tiếp tục xảy ra các bạn thấy được cho đến cái thời điểm là video này đã chỉ còn có 2,29 triệu bitcoin là nằm trên sàn mà thôi có nghĩa là tình hình bây giờ đó chỉ cần là chúng ta thấy được là có một tin tức gì tốt chỉ cần chúng ta thấy được là có cái nguồn cầu tăng lên thôi thì giá sẽ tăng rất là nhanh tại vì trên căn bản bây giờ các bạn thấy được là không có nhiều bitcoin trên sàn nữa cho nên về các phương diện cung nguồn cầu đó chỉ cần là chúng ta có nguồn cầu tăng lên mà thôi thì chúng ta thấy được là giá sẽ tăng rất là lẹ và chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan đến là bao nhiêu bitcoin nạp và rút ra đó thì các bạn thấy là rất rõ ràng là trong cái thời điểm là cuối tuần qua thì không như là nổi bật hết cái số lượng tiền nạp vào rút ra đó thì các bạn thấy được là giống như thứ bảy đó thì uh, rút ra nhiều hơn nạp vào nhưng mà chủ nhật thì lại nạp vào nhiều hơn rút ra nhưng mà cái số chênh lệch không có nhiều không có gì là quá đáng kể có nghĩa là trong cái cuối tuần qua chúng ta không thấy nhiều động tĩnh on chain cũng như là chúng ta nhìn vào thời đào đi thì rất rõ ràng là thời đào đã không có bán từ đầu tháng 3 cho tới bây giờ cái đường màu đỏ này hầu như là nằm bên dưới này nằm xuống âm luôn có nghĩa là các bạn thấy được là thời đào không có hiện tượng bán những bitcoin mà họ lưu trữ mà họ đào được trong cái thời gian là một tháng qua và nói tới Combi Premium Gap ấy, nghĩa là cái giá khác biệt giữa sàn Combi và sàn Binance thì cũng không nhiều là nổi bật. Các bạn thấy được cái giá khác biệt là, là, trong cái thời gian là mấy ngày qua thì giá khác biệt là nhiều khi lên tới cái mức cao là chỉ có khoảng chừng là 30 đô, 40 đô mà thôi. Không nhiều là quá đáng kể. Chúng ta muốn thấy cái đường màu đỏ này phải hơn 100 đô thì mới chứng minh được là có nhiều nguồn cầu trên sàn Coinbase Pro có nghĩa là chỉ khi nào điều đó xảy ra thì mới là cái dấu hiệu cho thấy được có thể là những tổ chức đầu tư đang thu mua. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì uh, trong dòng cái cuối tuần qua chúng ta không thấy là hiện tượng là Bitcoin được thu mua trên sàn Coinbase Pro. Còn về cái còn về cái tài liệu là Bitcoin được đưa ra khỏi sàn Coinbase Pro có nghĩa là hiện tượng là những tổ chức đầu tư thu mua xong rồi đem ra khỏi sàn đó thì hầu như là không có. Các bạn thấy được cũng tương tự. Từ uh, thứ bảy chủ nhật vừa qua thì các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này, những cái thanh màu đỏ này không có cái sự tiến triển hầu như là không gì gọi là đặc biệt hết cho nên cho đến hiện bây giờ thì chúng ta đều là không có tin tức cũng không có những hiện tượng gì gọi là đặc biệt ở trên những mạng lưới khi chúng ta nhìn vào những tài liệu on-chain như một trong những hiện tượng đang xảy ra bây giờ là cái giá Bitcoin trên những cái sàn giao dịch ở Hàn Quốc đang tăng rất là cao hiện bây giờ thì dựa theo cái quy đổi giữa đồng của Hàn Quốc qua đô la đó thì bạn thấy được là Bitcoin bây giờ là đang giao dịch ở cái mức là gần như 66.000 đô trên những sàn của Hàn Quốc và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu mới nhất được chia sẻ crypto khoan đi thì các bạn thấy được là liên quan tới Bitcoin đó thì cái mức giá trên sàn Hàn Quốc bây giờ đã cao hơn cái mức giá trên sàn quốc tế trung bình là 12,5% Ethereum thì cao hơn tổng cộng là 12,48% Có nghĩa là cái nhu cầu thu mua Bitcoin và tìm như sàn quốc rất là cao và cái giá của Bitcoin trên sàn quốc bây giờ đã gần như 66.000 đô rồi thì có một số bạn comment bên dưới sống với Hàn Quốc đó chính là cái nhu cầu liên quan đến giao dịch tiền kỹ thuật số đang rất là cao ở Hàn Quốc đây là một cái tình hình đang rất nóng bỏng đang xảy ra và nhiều người thì comment ở bên dưới những cái video nói với thuận đại hiện bây giờ ra Hàn Quốc thì bắt đầu là có những cái luật chắc cao hơn là những sàn giao dịch là phải cung cấp tài liệu của những người mà giao dịch trên những cái sàn Hàn Quốc. Thứ nhì nữa là những người nước ngoài không giao dịch được trên sàn Hàn Quốc và thứ ba nữa là sàn Hàn Quốc thì có cái ấn định là chỉ được mỗi năm đem bao nhiêu tiền ra khỏi nước mà thôi vì những lý do đó khiến cho cái nhu cầu liên quan đến kỹ thuật số đang tăng lên ở hàn quốc khiến cho giá cả tăng trưởng mạnh tại vì đương nhiên các bạn thấy được là nếu như mà một cái sàn giao dịch mà không có nhiều người nước ngoài sử dụng hay là người hàn quốc không dễ dàng để mà có chương mục nước ngoài người nước ngoài không dễ dàng để có được chuyên mục giao dịch của Hàn Quốc thì sẽ dẫn đến là giá cả có thể là dao động khác với là giá thị trường tại miền cung nguồn cầu chỉ dựa vào cái thị trường của Hàn Quốc mà thôi chứ không có dựa vào thị trường của thế giới cho nên giá cả chênh lệch là một điều sẽ xảy ra khi mà chúng ta thấy có những cái khó khăn cho người nước ngoài giao dịch sàn Hàn Quốc cũng như là người Hàn Quốc giao dịch sàn nước ngoài và đây cũng là hiện tượng chúng ta cũng đã từng chứng kiến ở cái mùa tăng trưởng của năm 2017 và thường hiện tượng này xảy ra là ở lúc nào ở cái lúc mà chúng ta gần kết thúc một mùa tăng trưởng cho nên đây là một dấu hiệu mà chúng ta bắt đầu thấy đã xảy ra tôi đã từng chia sẻ với các bạn là chúng ta vẫn chưa thấy cái dấu hiệu cái tay vài tháng thường nói là chúng ta vẫn chưa thấy cái dấu hiệu là giá cả trên sàn Hàn Quốc cao hơn sàn quốc tế nhưng mà bây giờ các bạn thấy cái dấu hiệu đó đã bắt đầu xảy ra trong vòng một tuần qua chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi coi coi là cái phần trăm khác biệt này có tiếp tục và tiếp tục nhiều hơn hay là không hay là sẽ từ từ giảm xuống và chúng ta nói tới Ethereum đi thì các bạn hiểu được là Ethereum để refresh cái trang của thì Ethereum đó trong vòng 24 giờ qua thì cũng tăng 2% trong vòng 7 ngày qua cũng tăng khá tốt là 24,6% phần trăm và Ethereum thì đang được nói tới rất nhiều nhất là một trong những điều đang xảy ra đó chính là chúng ta thấy rất nhiều người nổi tiếng bây giờ là đang PR rất tốt cho Ethereum như là các bạn thì được là một trong những cái tỷ phú mà rất nhiều người biết đến và rất nhiều người thích đó chính là Mark Cuban thì Mark Cuban à, cũng vừa chia sẻ với CNBC đài CNBC của Hoa Kỳ đó chính là danh mục đầu tư tiền điện tử của Mark Cuban nói là ông ta sở hữu rất nhiều Ethereum vì ông ta nghĩ nó gần giống như một loại tiền tệ thật sự nhất thì các bạn được là chúng ta thấy đã có bắt đầu thì các bạn được chúng ta đã bắt đầu thấy cái sự hứng thú liên quan tới Ethereum đến từ những cái nhà đầu tư lớn và cũng giống như là các bạn thấy trước đây khi mà chúng ta bắt đầu nghe những nhà đầu tư lớn như là Paul Tudor Jones nói về Bitcoin sau đó chúng ta thấy à, những cái tỷ phú khác cũng giống như là Paul Tudor Jones đi thu mua Bitcoin và sau đó chúng ta thấy là MicroStrategy, rồi công ty Square, rồi công ty Tesla thì bây giờ cái hiện tượng tương tự đang xảy ra đối với Ethereum cho nên các bạn thấy cái sự hứng thú của Ethereum đang ngày càng tăng lên và dù muốn dù không, các bạn thấy những cái tỷ phú như là Mark Cuban thì cái sức ảnh hưởng rất là lớn, có rất nhiều người theo dõi và rất nhiều người thích làm theo những gì những tỷ phú làm cho nên các bạn thấy được bây giờ những tỷ phú đang ủng hộ Ethereum giống như là Bitcoin thời điểm vài tháng trước đây thì bây giờ Ethereum là một trong những cái đồng mà được lưu trữ song song với Bitcoin là một điều rất tốt đối với giá cả và nói tới Ethereum đó thì trong tháng tư này chúng ta có biết là có một cái ha phố cập nhật đó chính là cái ha phố Berlin nhưng mà cái ha phố Berlin này không phải là cái ha phố mà nhiều người mong đợi cái ha phố nhiều người mong đợi mà có cái đề xuất EIP 1559 đề xuất mà đốt của Ethereum đó chính là cái ha phố kế tiếp tháng 7 cái phố luôn đồn, cho nên bây giờ các bạn thấy được là cái hai phố cuối tháng tư này sẽ có một số những cập nhật nhưng mà không phải là cái mà nhiều người đang mong đợi và mỗi lần mà team có hai phố như bạn hỏi thường là có đồng mới hay không thì sẽ không có đồng mới những cái ha phố này là những cái ha phố cập nhật của team mà thôi và ngoại trừ là khi mà hai phố xảy ra có sự bất đồng nhưng mà cho tới bây giờ thì cái hai phố kế tiếp trong tháng này chúng ta không nghe nói có bất cứ một sự bất đồng nào cho nên thì team sẽ tiếp tục ha phố và sẽ tiếp tục hoạt động như là bình thường mà thôi các bạn không cần phải làm gì hết và Nói tới Ethereum đó, thì cũng tương tự như là Bitcoin các bạn thấy được chúng ta nhìn vào Ethereum nạp vào và rút ra đi Thì trong vòng 7 ngày qua rất rõ ràng là cái số nạp vào nhiều hơn là rút ra cho nên các bạn thấy được Là chúng ta thấy cái đường màu đỏ này có cái xu hướng đi xuống những cái thanh này Đó chính là cái hiện tượng là nhiều Ethereum được rút ra khỏi sàn hơn là nạp vào Và nói tới Ethereum thì các bạn thấy được chúng ta cũng đã biết là Ether trên sàn ngày lại càng khan hiếm hơn cũng giống như là Bitcoin vậy các bạn thấy được là cho đến thời điểm làm video này chỉ còn có 19,5 triệu Ethereum còn trên những sàn giao dịch mà thôi.